quan điểm của chúng tôi vẫn là phải nuôi quân 3 năm và sử dụng có 1 giờ. Cho nên thời bình cũng phải rèn quân, rèn cán làm sao để đến khi có tình huống thì phải xử lý được. Thế cái thứ hai là đúng là quân đội trong thời bình chúng tôi cũng có những lực lượng là cường độ lao động cũng là đặc biệt, nhưng mà có thể nâng tuổi lên được để đáp ứng. Nhưng luật này là chung cho tất cả các sĩ quan, chứ làm cho một lực lượng là rất khó, báo cáo với các đồng chí như vậy. Thế còn trường hợp cụ thể mình vận dụng như thế nào thì bằng nghị định, bằng thông tư để áp dụng vào, chứ luật mà quy định cho một vài loại hình sĩ quan hoặc là một loại đối tượng sĩ quan thì rất khó. Chúng tôi có rất nhiều loại sĩ quan chỉ huy, sĩ quan chính trị, sĩ quan hậu cần, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật và một số loại sĩ quan khác. Như các đồng chí nói về lực lượng gìn giữ hòa bình thì báo cáo với các đồng chí như vậy. Quan điểm của chúng tôi vẫn là phải nuôi quân 3 năm và sử dụng có 1 giờ. Cho nên thời bình cũng phải rèn quân, rèn cán làm sao để đến khi có tình huống thì phải xử lý được. Chứ nếu mà chúng ta lại lơi lỏng thế này mà đến lúc có tình huống không xử lý được thì khó lắm các đồng chí. Mà cường độ thì phải càng ngày càng cao. Chứ nếu mà cường độ không tăng lên thì rõ ràng không đáp ứng được. Các cuộc chiến tranh gần đây nó cho thấy chúng ta cần phải yêu cầu đòi hỏi cao hơn, nhất là về chuyên môn kỹ thuật. Báo cáo với các đồng chí như vậy.